Với tiềm năng lợi thế về biển, Quảng Ninh đang đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành trung tâm nuôi biển lớn nhất miền Bắc. Và để làm được điều đó, thì tỉnh Quảng Ninh đã tiên phong quy hoạch khu vực biển dành cho phát triển nuôi biển trên quan điểm là phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, thân thiện môi trường, gia tăng giá trị, bền vững, gắn với bảo tồn, phát triển nguồn lợi thủy sản. Đây là vùng nuôi sen canh rong sụn với hàu sữa của công ty cổ phần tập đoàn STP, liên kết với hợp tác xã tại địa phương. Mỗi năm mang lại cho thành viên hợp tác xã doanh thu hơn 1 tỷ đồng. Doanh nghiệp này đã đặt mục tiêu sẽ nhân rộng các chuỗi liên kết và phát triển nuôi biển theo quy mô công nghiệp. Sau thời gian hoàn tất các thủ tục giấy tờ, công ty đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh giao diện tích mặt nước nuôi biển để tăng cường đầu tư và mở rộng quy mô vùng nuôi. Chúng tôi nuôi đa tầng bằng những cái hệ lồng nổi HDPE, dàn nổi HDPE và phao nổi HDPE. Trên một cái hệ như thế thì hệ sinh thái như vậy thì chúng tôi đang gia tăng những cái giá trị của nhiều loài nuôi, và thay vì nuôi chúng tôi còn trồng nữa. Và đó chính là những cái điều mà chúng tôi sẽ tăng được sản lượng và tăng được cái giá trị cho một cái vùng diện tích. Quảng Ninh có hơn 6.100 km² mặt biển với ngư trường khai thác rộng lớn, với nhiều loài thủy hải sản có giá trị cao, tạo ra cơ hội lớn cho ngành nuôi trồng và đánh bắt phục vụ xuất khẩu, chế biến thực phẩm giá trị cao. Đến nay, tỉnh Quảng Ninh đã quy hoạch 45.000 ha mặt nước và là địa phương đầu tiên của cả nước quy hoạch thí điểm giao diện tích mặt nước nuôi biển, mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp đầu tư phát triển kinh tế biển, làm giàu từ biển. Khó khăn trước nhất, trăn trở nhất của các hộ nuôi chúng tôi là về cái cơ chế chính sách pháp lý để giao đứng chủ những diện tích nuôi, thì vừa rồi đã được giải quyết, đã được tỉnh và địa phương thì là đã cấp sổ mặt nước, thì chúng tôi thì tới nay là yên tâm công tác, yên tâm đầu tư. Với đường bờ biển dài hơn 250 km với hơn 40.000 ha bãi triều, gần 19.000 ha rừng ngập mặn, Quảng Ninh đang đẩy nhanh tiến độ giao diện tích mặt nước để nuôi trồng thủy sản. Đáng chú ý, trong 2 năm đầu thực hiện đề án nuôi biển quốc gia, tỉnh Quảng Ninh đã chuyển đổi hơn 1 triệu phao xốp thành thau nhựa thân thiện với môi trường và thành lập mới hơn 120 hợp tác xã nuôi trồng thủy sản. Quảng Ninh cũng ban hành nhiều chủ trương chính sách, trong đó quy hoạch hơn 45.000 ha khu vực cho nuôi biển là những bước đi đầu tiên mở ra cơ hội lớn cho ngư dân Quảng Ninh thay đổi tư duy nuôi trồng thủy sản.